giáo viên có thể không được hưởng trợ cấp thôi việc khi nào? Điều 48 dự thảo luật nhà giáo quy định chế độ thôi việc đối với nhà giáo như sau. 1. Khi chấm dứt hợp đồng, nhà giáo được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 2. Nhà giáo không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau: bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc hoặc sa thải. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định, nhà giáo là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.